thành phố Cần Thơ đã tiếp nhận 150.000 liều vaccine Virocell để phân bổ cho các đơn vị thực hiện tiêm chủng. Số vaccine này nằm trong 500.000 liều của tập đoàn Sinopharm mà chúng tôi vừa đề cập. Và sáng nay, các địa phương đã đồng loạt triển khai tiêm chủng vaccine Virocell cho các đối tượng trên địa bàn theo công văn chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố. Theo đó, trong đợt này, các quận huyện sẽ thực hiện tiêm ngừa cho người về từ vùng có dịch, người đang ở trong các khu cách ly, khu phong tỏa, người bán vé số dạo, lực lượng tài xế, shipper, công nhân tại các công ty chế biến thủy sản, các công ty doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, tiểu thương mua bán tại các chợ, hộ dân tại các khu dân cư. Để hạn chế tình trạng tập trung đông người, đảm bảo các biện pháp phòng dịch, các quận huyện đều có kế hoạch cụ thể, đặc biệt bố trí theo khung thời gian tương ứng với số lượng cho phép. Đối với hộ dân sắp xếp tiêm theo tổ khu vực. Tính đến 16 giờ hôm nay, đã có gần 20.000 người được tiêm vaccine Virocell phòng COVID-19.